Hey, what's up mấy bạn, đã trở lại với vlog của Trung. Mình là Trung đây. Thì bữa nay là mùng 2 Tết và Trung đang có một cái plan là sẽ đi tập vào bữa nay. Hôm qua là ngày mùng 1, đáng lẽ rằng là phải đi khai tạ vào ngày mùng 1 ha. Thì nhưng mà do là Trung quá bận với lại cái plan ngày hôm qua là phải đi chúc Tết rồi phải đi lì xì các kiểu, cho nên là khá là bận không có thể đi tập được. Nhưng mà bữa nay là mùng 2 Tết thì Trung rất là đang có một cái motivation trong người rất là lớn muốn đi tập. Và tại vì bữa giờ mới quay lại một cái vlog ở trên YouTube thì chắc hẳn mấy bạn đã xem rồi. Cũng tự nhiên cảm giác là ngồi edit xong rồi kiểu cảm thấy hứng thú quay vlog lại, cho nên là bữa nay Trung vẫn tiếp tục sẽ quay lại một cái vlog đi tập ngày mùng 2 Tết ha. Thì hiện tại là Trung sẽ đi tập ở một cái chỗ, bữa nay là tập day pass thôi, là tập vãng lai thôi, ở một cái chỗ là ở ngoài quận Nhất mới mở, hình như là cũng 24/24 luôn, phòng màu đỏ hết luôn, hình như nó tên là Jazz Fitness ha. Hình như là như vậy, nhưng mà không biết là day pass bao nhiêu, nhưng mà nãy Trung có hỏi được á là hình như là 100k hay sao á, nhưng mà không sao, tại vì hôm nay là Tết và là mùng 2 và có một cái phòng mở với giá như vậy thì là quá rẻ luôn mấy bạn. 100k cho một buổi tập là quá rẻ luôn. Và Trung sẽ dắt mấy bạn đi tập thử ha, check out lại cái phòng đó, xem nó như thế nào. Và một số bạn hỏi Trung là tại sao lại đeo cái này, thì Trung nghĩ rằng là đeo cái này tại vì hiện tại Trung đang quay bằng cái điện thoại, chưa lấy được cái máy ảnh về, nhưng mà đeo cái này để khi mà nói chuyện với bạn á, nó thu âm Trung nghĩ là nó sẽ tốt hơn, cho mấy bạn nghe rõ hơn Trung nói gì ha. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đồ đi tập và let's go. Thì chưa mới đến cái chỗ phòng gym chỗ này ha, thì mới đóng tiền xong. Ở đây pass là 100.000, thì ở đây là rồi, để chúng vô coi thử. Chúng ta sẽ có một cái tầng ở đây full những cái máy chạy bộ luôn. Ok, full những cái máy chạy bộ ở đây thì gần như là tại ở lầu 3 hay sao á, rồi chúng ta đi lên trên ha. Đây, chúng ta sẽ có cái tầng ở tạ chỗ này. Rất là khó chịu khi mà Trung để quên cái tripod. Rồi Trung có mang cái tripod nhưng mà không có mang cái độ kẹp của cái máy á, đâm ra là sẽ không biết làm sao để quay clip cho mấy bạn luôn. Chắc Trung sẽ cầm tay hoặc là dựng máy như thế nào đó, mấy bạn thông cảm với Trung. Yo, khá là lâu rồi Trung chưa làm một cái clip nào mà có cái voice over vô luôn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là với cái buổi tập bữa nay. Chúng ta sẽ warm up cái rotator cuff này ha, là rất là quan trọng và Trung đã nói rất là nhiều lần ở những cái vlog cách đây phải mấy năm rồi á. Trung nghĩ chắc bây giờ ai cũng đã biết warm up cái rotator cuff này ha, tại vì là có thể mấy bạn kể warm up với lại cái cọng dây resistance band cũng được. Trung đã có làm rất là nhiều cái clip rồi, thì chắc là Trung sẽ để cái cord ở đây ha cho mấy bạn ở trên nóc nè. Rồi thì mấy cái này chúng ta sẽ làm khoảng mỗi bên 10 đến 15 rep cho hai động tác này ha. Ok, thì cái buổi workout bữa nay là Trung sẽ tập upper ha. Upper thì là sẽ có những động tác push and pull, thì Trung sẽ tập ngực, vai và show. Thì bữa nay là chắc Trung là sẽ tập show trước, sau đó sẽ tới ngực, sau đó sẽ tới vai. Ok,
ok thì Trung xin mix up đủ thứ bài vô hết, tại vì hiện tại là Trung bữa nay là Tết nên là nó phải tập càng nhiều càng tốt, bởi vì là sẽ không có thời gian để tập nhiều á, nên mình mix vô hết luôn. Ok, thì bài đầu tiên bữa nay là chúng ta sẽ tập cái bài Last Pull Down, đó là bài kéo xô. Thì ở bài này thì Trung lưu ý với mấy bạn là cái scapula là cái bả vai của chúng ta rất là quan trọng ha. Nếu như mấy bạn nào mà mới, mấy bạn chưa quen thì mấy bạn nhớ là phải làm từng single rep, là từng một rep một. Mấy bạn nhớ là ép cái scapula vô trước, rút cái bả vai xuống, sau đó là chúng ta mới kéo cái xô. À, còn nếu như Trung mà do là Trung đã quen rồi á, nên đâm ra là Trung sẽ rút một lần duy nhất và Trung giữ ở cái vị trí cái scapula đó luôn, và Trung sẽ cứ vậy mà Trung kéo thôi theo cái movement đó, chúng ta sẽ kéo thôi. À, hạn chế là chúng ta bouncing back and forth nhiều ha, nghĩa là chúng ta đừng có kéo mạnh xong rồi giật thả lên ha. Trung thấy nhiều người tập gym hay bị cái lỗi đó ha, mấy bạn nhớ là lưu ý thêm cái step đó nữa. Ok, bây giờ sẽ làm 100 ký. Xong bài số không á thì Trung làm pump cái last của Trung lên, thì lát nữa Trung bends á nó sẽ chắc cái lưng hơn, và đó là một cái tip rất là hay các bạn có thể thử. Và nếu các bạn, như các bạn không tập upper đúng không, các bạn có thể tập kéo một vài set show, sau đó các bạn vô tập bench hoặc là tập ngực á, nó sẽ khép được cái scapula hai cái bả vai chúng ta lại nhiều hơn á. Bây giờ là Trung nói xong rồi thì bây giờ là Trung sẽ chuyển sang tập bench, nhưng mà bữa Trung đã tập barbell rồi, nên Trung đã tập dumbbell. Nhưng bữa nay Trung mới hướng dẫn mấy bạn một cái tip, đó là chúng ta sẽ kéo xô trước khi chúng ta vô những cái bài bench. Thì Trung đã có hướng dẫn một số những cái tip rồi, warm up cái lats và cái scapula như thế nào để chúng ta có một cái bài bench hiệu quả. Thì mấy bạn có thể kéo một hai set xô gì đó trước khi chúng ta bench, thì mấy bạn sẽ cảm thấy là cái việc mà đẩy tạ ngực của mấy bạn nó sẽ thấy nó hiệu quả và dễ hơn, không bị cảm giác giống như là bị mới á, hay là giống như chúng ta bị lạnh á ha. Thì mấy bạn có thể thử cái tip đó. Còn với bài này là bài incline dumbbell press, thì là ngực trên với lại tạ đơn, thì Trung đã warm up một số set trước đó trước khi chúng ta bước vô set chính. Và ở cái bài này thì Trung sẽ thường là sẽ để lúc mà đẩy bench đó, Trung sẽ hơi để chéo tay một chút, nhưng mà nếu bạn nào bị đau bả vai thì mấy bạn nên để chéo tay ha. Như trong clip này, ở góc này thì mấy bạn thấy rằng là tay Trung nó hơi ngang một chút, nhưng mà thực ra là khi mà Trung tập đó, Trung sẽ hơi chết một góc khoảng đâu đó hơi chéo một góc một khoảng 50 độ hay gì đó, thì hơi chéo một chút ha, để nó sẽ đỡ bị cái lực vào, bị cái áp lực xuống cái bả vai chúng ta, cái phần khớp vai á. Trung mới, như các bạn thấy là Trung mới bend xong, đẩy ngực trên với lại dumbbell. Thì bây giờ Trung sẽ chuyển qua tập dai, bài overhead press. Nhưng mà ở đây Trung kiếm cái rack squat mà không có, nên ra là Trung sẽ tập thay bằng cái máy machine này. Ok, thì ở cái bài machine shoulder press này thì nếu mấy bạn ở đó, mấy bạn có cái overhead press, cái rack á, thì mấy bạn tập bài đó ha. Tại vì do là không có cái rack nên Trung không có tập cái bài OXP được. Chứ thực ra bài này là bài OXP. Thì ở cái máy này thì nó hơi cái giới hạn cái range of motion của chúng ta, là cái ROM á, của cái bài này. Thì Trung cảm thấy feel nó cũng không được tốt vào cái phần vai lắm. Nhưng mà thà tập còn hơn là không tập ha.
Thì Trung cầm cái tay dọc để mục đích là để vô được cái front delt là cái vai trước của chúng ta. Thì cái máy này nó cũng khá là nhiều cái tay cầm, nó có thể vô được cả rear delt, à không, vô được cả mid delt là cả cái vai giữa của chúng ta luôn. Khá là cool. Và qua tiếp theo đó là bài Smith Machine Roll. Thì Trung tập xen kẽ upper hand nên đâm ra là nó sẽ nhiều bài như vậy. Cho nên là bài này là sẽ là bài roll. Thì đây là một set roll thì Trung không có thấy được cái rack luôn nên đâm ra phải roll bằng Smith Machine. Thì bài Smith Machine này thì nó cũng sẽ bị giới hạn về cái ROM của chúng ta, nên mấy bạn nào mà có cái tạ rời ở ngoài, cái tạ freeway ở ngoài thì mấy bạn cứ tập cái bài roll đó ha. Tại ở đây nó cũng hơi chật chội xíu đó, nên cũng set up cái bài đó cũng hơi khó, nên có gì chúng ta xài luôn. Ok, thì đây là một set cũng khá là heavy của Trung. Thì cái này là nhiều khi chơi ngu thôi mấy bạn, nhiều khi sung á chơi ngu thôi chứ cũng không có chơi mặn nặng mức này đâu. Này daily bình thường chơi cái này chắc rụng hết khớp luôn á. Yo, thì Trung mới tập xong bài Smith Machine Roll. Thì cái bài này là không có, tại vì họ không có cái cây barbell nên đâm ra là Trung sẽ tập cái Smith Machine này. Thì Trung tập thường là xen kẽ ngực, à không, lưng, ngực, rồi vai. Thì mỗi bài hôm nay sẽ là đâu đó khoảng từ 1 đến 2 bài mỗi nhóm cơ và tay nữa. Sau đó là chúng ta sẽ quay lại với lại cái phần ngực, đó là machine chest fly. Ở đây thì mấy bạn có thể sử dụng bất cứ một máy nào mà có thể fly, có thể fly với dumbbell, có thể fly với máy, hoặc là có thể fly với lại cable crossover, là cái máy mà bự bự á, mà có hai bên cái dây cáp kéo xuống á, thì đó cũng được. Hoặc là mấy bạn có thể fly cái máy back deck machine giống như của Trung, nhưng mà cái máy này nó hơi biến tấu một xíu, chứ không hẳn là back deck nhưng mà ở mấy phòng Việt Nam mình hay có. Phòng này thì có nhiều máy cũng lạ đó, có nhiều máy cũng khá là hay so với lại bên ngoài, nhưng mà theo như Trung biết, theo như Trung thấy thì có vẻ có một số máy nó cũng không cần thiết lắm nhưng mà nó cũng bỏ vô đây, còn một số những máy cần thiết thì chưa thấy về. Tại vì Trung cũng có quen một anh làm bên này, anh kêu là sẽ về tạ thêm cũng khá là nhiều máy mới đó, nên mấy bạn có thể check out, nhưng mà do cái không gian bên này nó hơi chật á nên Trung cũng không được thích lắm. Rồi sau cái bài đó thì chúng ta sẽ qua cái bài dumbbell, một cái super set là Silent Array. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp với lại bài rear delt là bài vai sau ha. Thì cái này thì thực ra mix up cũng được, mấy bạn có thể tập vai sau trước, các bạn có thể tập vai sau trước rồi mấy bạn tập vai giữa bay lên. Như Trung thì Trung tập bay Silent Array trước sau đó tập rear delt. Thực ra thì hai cái này nó mix qua mix lại cũng được, các bạn có thể thay đổi giữa set này set kia cho nó thú vị thêm. Đó là cái hay của cái super set. Thì mấy bạn bài này cũng có thể biến tấu bằng cách là ngồi, mấy bạn có thể ngồi thì tăng được cái độ khó hơn. Khi bạn đứng thì mấy bạn có thể sử dụng được cái momentum ấy, mấy bạn có thể swing được, đẩy người được á, nên đâm ra là nó sẽ nhẹ hơn. Nhưng mà khi mấy bạn ngồi, mấy bạn sẽ không có swing được nhiều á, thì nó tạ nó sẽ nặng hơn, cũng sẽ khó hơn, tăng độ khó cho cái bài. Bài này thì cũng khá là old school rồi, mấy cái bài mà freeway là old school rồi. Rồi Riddle thì mốt chúng sẽ có một clip hướng dẫn các bạn tập Riddle hiệu quả. Khá là phê, Trung kiếm được một số cái tip cũng rất là hay. Hey, thì Trung mới tập bay vai xong thì bây giờ sẽ qua bài nốt mấy bài nữa là bài tay superset thôi, nên sẽ superset bài tay với lại dumbbell và cable đằng kia. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với một số cái bài superset về tay ha. Thì chúng ta sẽ chơi bài dumbbell curl với lại bài tricep. Không, bài rope cable tricep extensions, bài superset ha. Thường chúng rất là thích tập tay superset tại vì nó cực kỳ pump luôn. Còn bài này thì mấy bạn nhớ là dumbbell thì lên cùng một lúc luôn. Nếu bạn không thích dumbbell, mấy bạn có thể đổi qua các bài cái thanh bar cũng được, straight bar hay là easy bar. Có thể mấy bạn tập cái nào cũng được, miễn là superset dạng như này ha, một tay trước một tay sau. Các bạn có thể mix up tùm lum hết. Chỉ cần là đảm bảo nằm trong cái sườn mấy bạn đề ra là upper là được. Ok, thì nhớ là bài này nếu bạn nhớ là để khi mà lúc đó lên, lúc mà xuống thì vẫn ngửa tay ra nha, đừng có xoay tay vô ha, nó sẽ giảm mất một cái lực.
Còn nếu như bạn nào mà warm up cái bài này á, thì khi mấy bạn warm up xong á, cái tip tay trước khi warm up xong để cho nó pump nhanh đó, mấy bạn đưa tay lên đầu, để cái tay dạng như thục dầu vậy đó, mấy bạn gồng hai cái bicep lên, gồng hai cái con chuột trước lên, nó là mấy bạn sẽ thấy nó rất là pump rất là nhanh, nghĩa là nó dồn máu xuống con chuột nó rất là nhanh đó. Thì hôm bữa là Trung đã có hướng dẫn cái tip này ở trong cái clip mà Trung tập tay với lại anh Kevin á, cũng có nói rồi. Thì Trung thấy mấy bạn áp dụng, mấy bạn comment, mấy bạn thấy kêu là thấy nó pump khá là nhanh. Thì Trung thấy mỗi lần mà tập tay mà Trung không bump được là Trung chơi kiểu đó là hồi nó xíu nó bump dữ lắm. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đến bài Close Grip Bench Superset với lại là Hammer Curl. Thì đây chúng ta sẽ cầm tay hẹp khi bench. Thì nó sẽ ăn vào cái long head của cái tricep. Chúng cũng rất là thích bài này ha. Nó khá là, nó làm cho cái tay sau chúng ta nó sẽ mạnh lên rất là nhiều. Nó sẽ strong cái long head. Rồi sau đó chúng ta sẽ tập bài Hammer Curl, là bài tạ búa, theo tiếng Việt là như vậy. Rồi cùng một tay luôn nha, cùng một tay luôn. Tại vì superset mà chúng ta làm từng tay, tay bên kia nó nguội mất, nên chúng ta sẽ tập cùng một lúc luôn. Rồi sau đó là Trung sẽ tập một set khác với lại một cái mức tạ cuối là 30kg một bên, khá là heavy. Nhưng mà nó sẽ làm cho cái lon head của mấy bạn mạnh lên rất là nhiều á. Cái tay sau mà nó mà khỏe, mấy bạn làm được nhiều thứ khi mà tập tạ lắm. Trung thấy vậy á. Với lại cái forearm nữa, cái forearm của mấy bạn mà nó chịu được cái lực mà tốt á, cái là cái cẳng tay á, là mấy bạn sẽ tập được rất là nhiều bài trong tập gym, mà tập được lâu hơn nữa, cho nên là Trung rất là thích tập forearm và tập tay sau, cho nên là mấy bạn có thể thấy là tay sau của Trung nó một cục luôn. Kiểu nó bị trội á. Thật ra tay của Trung nó đã trội tay trước tay sau luôn. Trung chỉ bị yếu phần ngực. Phần ngực nó hơi lép. Tập bao nhiêu nặng bao nhiêu thì nó cũng không được phát triển bự đùng như là ngực của người ta. Nhưng mà hồi xưa tập FST7 nó thấy nó cải thiện nhiều. Rồi sau đó Trung sẽ tập một số bài bụng ha. Như bài này cũng khá là hay. Mấy bạn có thể check out thử, nhét hai chân vô cable á. Sau đó mấy bạn sẽ tập. Hey, Trung mới tập xong rồi mấy bạn. Hôm nay là ngày upper ha. Thì cái ráng là tập càng nhiều càng tốt các phần thân trên. Thì bây giờ là Trung sẽ uống protein. Thì hiện tại là Trung đang vẫn uống cái Urban Muscle, nhưng mà hiện tại là chắc hết uống này là Trung sẽ đổi qua một cái quầy khác. Ok. Thì ở trong này là ở trong một cái toilet ở đài ở Jet. Thì bạn có thể thấy là cái phòng tắm, ở đây là có một cái vòi tắm ở đây. Nhưng mà cũng được thôi, so ra thì khá là nhỏ. Nếu mà đông khách ở đây là coi như là overload luôn mấy bạn. Nhưng mà máy móc thì theo như cảm nhận của Trung thì máy móc cũng ok. Nhưng mà hơi thiếu một số máy. Những cái play ở những cái bánh tạ thì cũng chưa đầy đủ lắm. Nhưng mà nếu mà ở một cái peak time đó, là một cái thời đỉnh điểm mà nhiều người tập đó, thì chắc chắn sẽ là dành tạ nhau và không đủ máy. Cái chỗ bench cũng rất là chật luôn. Mấy bạn không thể nào mà bench mà dumbbell ở trong cái khu đó được. Mấy bạn xách cái tạ đi ra ngoài cái chỗ mà những cái chỗ khác mấy bạn bench ở trên cái ghế khác. Cho nên là cũng khá là bất tiện. Thì một số đánh giá như vậy, các bạn có thể tự trải nghiệm khi mà qua đây ha. Ok. Peace out. Bây giờ là Trung sẽ về và đi chơi ngày mùng 2 với bạn gái. Peace.